Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay anh em kỹ thuật chạy EC Farm có đi từ Nam Định sang thành phố Phúc để xử lý cho hồ của một anh khách quen của chạy EC Farm. Thì hồ này anh đã thả được năm nay là năm thứ ba. Cá thì mua của EC Farm từ lúc toy size. Thì hồ của anh bây giờ đã có những con đạt tới 7 đến 80 cm rồi. Thì theo thông báo của gia đình thì hồ đang có hiện tượng một số những cái bệnh mà chưa rõ nguyên nhân, có những nước nổi đỏ. Như chủ nhà vừa điện cho mình thì như anh nhìn thì đang có khả năng là bị nấm. Thì anh em chúng tôi, ba anh em chúng tôi có ăn tạm bát cơm trưa xong là phóng đi luôn, bởi vì là tuy rằng hơn 100 cây số nhưng mà anh em vẫn cố gắng để đi sớm càng nhanh càng tốt để xử lý và hỗ trợ anh khách. Thì mình bây giờ đang chạy ở trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ rồi, thì chắc là lên đến nhà anh khách tầm một tiếng nữa. Sau hơn 2 tiếng chạy xe thì anh em chúng tôi đã đến nơi, thành phố Vĩnh Phúc. Đây, bây giờ bắt đầu tôi sẽ đi vào để kiểm tra toàn bộ phần hồ khách. Khách ở đây thì chơi hồ cá thì là cửa hàng bán sản phẩm liên quan đến gạch xứ men. Đây là những chú koi to xa đấy, xin chúng tôi thả ở đây. Bể rất là lớn, hai bể, tổng thể tích là 100 khối cả lỏng. Các bạn có thể thấy rất là đẹp, cá cũng rất là đẹp, cá rất là to. Công trình này thì cũng EC Farm thi công 3 năm. Đấy, các bạn có thể thấy cá rất là to. Hồ này thì là một hồ thẳng nhưng mà có một cầu đi qua. Khách đi vào trong showroom mua hàng sẽ đi qua hồ cá. Đấy. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ kiểm tra tổng thể sức khỏe của đàn cá này xong là sẽ đưa ra liệu trình xử lý. Các bạn có thể thấy rất là tuyệt vời, cá rất là to các bạn nhé. Đấy, những em này size 80 rồi, em suga cũng rất là to, con cua cu nó cũng rất là lớn. Hồ này thì cá đang có hiện tượng bị lở loét, một số con đang bị lở loét. Đấy thì nói chung là với những cái bệnh như này thì nó cũng tương đối là dễ xử lý thôi. Thì anh em kỹ thuật, mình đang cho anh em kỹ thuật đánh thuốc. Này, các bạn có thể thấy nước rất là trong. Đặc biệt là những công trình của EC Farm xây dựng và thiết kế hồ thì hệ thống lọc của mình yêu cầu rất là chỉnh chu và tốt. Chứ các bạn đừng nghĩ là cá to sai mà mình bơm mà bể mà không lên được sai to lắm nhá. Chào chú ạ. Chú ơi, chú bật cho cháu cái thác bên này lên được nước không? Dạ. Cháu lên tới đây xử lý cho cá. Cháu lên được 15 phút rồi. Và đấy. Cá nuôi thì to sai thôi. 3 năm. Các bạn nhìn thấy không? Vẫn lên size 80-90 như bình thường.
Anh em kỹ thuật đang đánh thuốc xuống hồ. Với những cái bệnh như này thì nó tương đối là đơn giản để mà xử lý được, nhưng vấn đề là nó lại phải cần có thời gian. Đấy, nó không thể một sớm một chiều là có thể khỏi ngay được, bởi vì nó liên quan đến một loại ký sinh gọi là ký sinh ăn thịt gây lở loét. Đàn cá này của chú thì cực kỳ là chất lượng, cực kỳ là chất lượng chứ không phải là chất lượng, xài rất lớn. Để thời điểm bây giờ mà mua một đàn cá này nhập khẩu về tương đối là nhiều tiền, rất là nhiều tiền.